Huấn luyện viên Park Hang-seo nói gì trước trận U23 Việt Nam, U23 Indonesia? Phát biểu trong cuộc họp báo trước màn tiếp đón U23 Indonesia ở trận lượt ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 hôm 5 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết tuyển U23 Việt Nam là đương kim vô địch SEA Games và giải đấu kỳ này diễn ra trên sân nhà nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt. Sau SEA Games 31, ông Park Hang-seo sẽ thôi làm nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đây là giải đấu đặc biệt đối với cá nhân tôi bởi sẽ là lần cuối tôi dẫn dắt U23 Việt Nam. Tôi biết người dân Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào toàn đội và điều đó khiến các cầu thủ gặp áp lực. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Ông Park đánh giá toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực lẫn tinh thần trước khi bước vào hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 31, nhưng cũng nhắn nhủ các học trò không được chủ quan. Tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân vòng bảng SEA Games 31 bằng màn chạm trán U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5 trên sân Việt Trì Phú Thọ. Tham dự giải đấu kỳ này, đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-young sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020 và đang thi đấu ở nước ngoài. U23 Việt Nam từng thắng U23 Indonesia 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra tại Philippines năm 2019. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo kỳ này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên mới và có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Ngoài ra, U23 Indonesia còn nhập tịch cầu thủ. Với lực lượng hiện tại, họ được đánh giá là một trong những đội bóng rất mạnh. Chưa biết đấu pháp chiến thuật của U23 Indonesia thế nào, nhưng U23 Việt Nam luôn chuẩn bị nhiều phương án để tiếp cận trận đấu tốt, có thế trận hợp lý trước đối thủ. Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam nói thêm.